mặt này mờ mờ rồi mình tỉnh ra. Mời em giới thiệu lại cái chat một lần nữa. Chị rất là muốn biết cái chat này là ý nghĩa là gì, nói thêm một lần nữa. Cái đó là thay đồ incentive. Khi mà mình lên 6A đó, công ty cho mình 3.000. 6A2 công ty cho 6.000. Và khi mà lên 6A mà gặp 2 giống như thôi mà bây giờ đó thì là 12.000. Nhưng mà tới lúc này nó vẫn chưa có cái tiền thuê gọi là lifetime. Khi mà mình lên tới gạch 3 đó thì thay đổi incentive của mình là 25.000 và 5.000 mỗi tháng. Thì nó còn càng lên nữa, nó lên tới gạch 8 nữa, gạch tới 80.000 mỗi tháng. Cho nên cái này thì chỉ là bonus thôi. Cái này em được bao nhiêu cái chất này rồi? Bao nhiêu cái chất vậy? Chắc chưa được không? Chưa được. Sắp được rồi đó. Em sắp được không? Em đang trên đường tiến tới không? Dạ đúng rồi, ai cũng vậy mà. Ai cũng tới thôi. Đây là La Mã. Bà muốn biết được sao đi tới La Mã thì hỏi bạn này đúng không? Dạ. Lấy số phone anh một tuần đó. Hay